Ngày hôm nay thì Bằng Kiều cũng dẫn tất cả mọi người đến đây để chúc mừng cho Minh Tuyết. Mặc dù Bằng Kiều hơi buồn một tí bởi vì là không có ai mà lại vui khi mà người tình trên sân khấu của mình bỏ đi lấy chồng. Hơi buồn một tí nhưng mà rất là vui bởi vì ngoài Kiều ra thì chỉ có mỗi Kiều là cùng với Minh Tuyết, mỗi Kiều là không có Kiều thôi. Đi xa là ở nhà thì có Kiều, đi xa là có Kiều. Nhưng mà Bằng Kiều đã chứng kiến bao nhiêu những cái kỷ niệm của hai người với nhau. Và chắc chắn rằng trong đời Minh Tuyết sẽ không bao giờ có thể tìm thấy một người đàn ông thứ hai phù hợp với Minh Tuyết như là Kiều. Bởi vì không có ai mà bán CD giỏi như Kiều cả. Bây giờ không thể nào kiếm một người nào mà bán CD giỏi như thế. Cho nên là Kiếp Minh Tuyết chỉ việc hát thôi, còn tất cả những việc còn lại là Kiếp lo. Cho nên không bao giờ mà Tuyết có thể tìm một người đàn ông phù hợp với mình như thế. Chúc hai bạn mãi mãi và mãi mãi bên nhau thật hạnh phúc. Được giao trọng trách hát bài hát đầu tiên trong chương trình âm nhạc ban nhạc hôm nay, thì xin gửi tới Minh Tuyết và Kiếp cùng tất cả quý vị bài hát rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Tư Huy. Đêm nay thời gian đứng yên lắng đọng, chờ đợi tình nhân.